Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Hôm nay thứ năm, ngày 18 tháng 7 năm 2019, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17. Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Khởi nghiệp từ muỗi tre, câu chuyện về quyết tâm làm giàu của một người không còn trẻ. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 18 tháng 7, tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh gồm ông Trần Công Thuật, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, bà Nguyễn Thị Trung, tiểu thương chợ Đồng Hới đã có buổi tiếp xúc với cử tri thành phố Đồng Hới sau kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17. Tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe báo cáo của đại diện tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17, cử tri thành phố Đồng Hới đã đề xuất một số vấn đề cần Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục quan tâm giải quyết như tăng cường công tác bảo vệ môi trường, thu gom rác thải trong khu dân cư, khẩn trương kiểm tra và xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn để đảm bảo sức khỏe của nhân dân, ngăn chặn chấm dứt tình trạng xe quá tải, quá khổ hoạt động trên các tuyến đường dân sinh trên địa bàn. Hội đồng nhân dân tỉnh cần xem xét việc thu phí nước thải sinh hoạt của người dân, trong khi hệ thống xử lý rác thải vẫn chưa được hoàn thiện, vận hành. Cần đẩy mạnh hơn công tác thanh tra kiểm tra hàng hóa trên thị trường để bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Việc sáp nhập các phòng ban tại các cơ quan đơn vị vẫn chưa phát huy hiệu lực, hiệu quả, bộ máy tổ chức vẫn chưa được tinh gọn. Tỉnh cần quan tâm kêu gọi xúc tiến đầu tư tại khu vực phía Tây Đồng Hới, tạo việc làm cho nhân dân địa phương, quan tâm đầu tư quy hoạch đô thị, đường giao thông và khu vực nghĩa địa trên địa bàn phường Đồng Sơn. Thay mặt tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Trần Công Thuật, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp thu và giải trình các ý kiến đề xuất, kiến nghị của cử tri. Những ý kiến còn lại sẽ được tổ đại biểu tổng hợp và gửi đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét giải quyết. Sáng nay, ngày 18 tháng 7, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác thanh tra 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương có đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ. Tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình có đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh. Từ đầu năm đến nay, được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của Chính phủ, toàn ngành thanh tra đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Qua công tác thanh tra kiểm tra đã phát hiện nhiều sai phạm trong quản lý điều hành, thực thi nhiệm vụ, xử lý nghiêm những tổ chức cá nhân vi phạm. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo có nhiều chuyển biến tích cực, trong đó đã chủ trọng giải quyết các vụ việc khiếu nại vượt cấp và những vụ việc khiếu nại phức tạp kéo dài. Bên cạnh đó, các cơ quan đơn vị địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng. Toàn ngành thanh tra đã thực hiện 3.553 cuộc thanh tra hành chính và 84.604 cuộc thanh tra kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra kiểm tra đã phát hiện sai phạm trên 50.300 tỷ đồng và 1.000 ha đất. Các ngành và các cơ quan hành chính nhà nước đã giải quyết 8.952 vụ việc khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 72,9%. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu thời gian tới, ngành thanh tra tiếp tục triển khai nhiệm vụ thanh tra theo kế hoạch năm gắn với thanh tra đột xuất, ban hành kết luận sau khi kết thúc thanh tra, làm tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại tố cáo, nhất là các vụ khiếu kiện đông người, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng, trọng tâm là luật phòng chống tham nhũng năm 2018, đẩy nhanh tiến độ thanh tra các vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào chỉ đạo điều hành hoạt động của ngành thanh tra. Cũng trong sáng nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2019. Dự và chỉ đạo hội nghị tại điểm cầu Trung ương có đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ. Tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình có đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 6 tháng đầu năm, các nhiệm vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của cả nước đạt nhiều kết quả đáng khích lệ, tăng trưởng kinh tế đạt khá với GDP tăng 6,76%. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các ngành lĩnh vực đều có bước chuyển biến tích cực. Với vai trò là cơ quan tham mưu tổng hợp của Chính phủ, ngay từ đầu năm, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu Chính phủ ban hành nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Đồng thời tham mưu có hiệu quả về công tác xây dựng kế hoạch đầu tư công, xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh. Việc huy động nguồn lực đầu tư, giám sát, thẩm định, công tác thống kê cũng được ngành triển khai ngày càng hiệu quả.
Bộ cũng đã đẩy mạnh việc nghiên cứu, tham mưu, đề xuất hoàn thiện thể chế và xây dựng cả cơ chế chính sách nhằm tăng cường hơn nữa hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về công tác xây dựng thể chế, pháp luật, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và phát triển doanh nghiệp, liên kết vùng, các vấn đề liên quan đến thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Hội nghị cũng phân tích các khó khăn vướng mắc đang đặt ra đối với ngành để tìm ra nguyên nhân, thống nhất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của 6 tháng cuối năm 2019. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị, thời gian tới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần có tư tưởng bứt phá, tiếp tục khơi thông các động lực tăng trưởng, giữ vững nền kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, tích cực phối hợp với các bộ ngành địa phương theo dõi diễn biến tình hình kinh tế xã hội, tổng hợp phân tích dự báo, chủ động xây dựng các kịch bản để kịp thời tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp chỉ đạo, điều hành căn cơ để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Bộ cần khẩn trương hoàn thiện hai dự án luật, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đầu tư công và luật doanh nghiệp theo hình thức đối tác công tư trình Quốc hội xem xét. Song song với đó, cần rà soát những vướng mắc trong lĩnh vực quy hoạch, giải ngân, tạo chuyển biến căn bản, đẩy nhanh tiến độ giao vốn và đầu tư công, quan tâm phát triển doanh nghiệp, quan tâm hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo, làm tốt hơn vai trò thu hút đầu tư nước ngoài. Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có buổi làm việc với đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện khắc phục sự cố môi trường biển tại các tỉnh miền Trung và kết quả khắc phục khuyến nghị của Ủy ban châu Âu về chống khai thác bất hợp pháp do Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến làm trưởng đoàn. Làm việc với đoàn, về phía tỉnh Quảng Bình có đồng chí Lê Minh Ngân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở ban ngành liên quan. Thực hiện quyết định 476 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Quảng Bình đang triển khai hai dự án gồm xây dựng nâng cấp cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá và phục hồi tái tạo hệ sinh thái thủy sinh và nguồn lợi thủy sản sử dụng kinh phí bồi thường của công ty trách nhiệm hữu hạn gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh. Về dự án xây dựng nâng cấp cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh phương án phân khai nguồn kinh phí 400 tỷ đồng cho các đơn vị và địa phương, trong đó Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 100 tỷ đồng, các huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh và thành phố Đồng Hới mỗi địa phương 45 tỷ đồng, các huyện Bố Trạch, Quảng Trạch và thị xã Ba Đồn mỗi địa phương 55 tỷ đồng. Trên cơ sở danh mục lựa chọn và đề xuất của các địa phương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã rà soát tập hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh danh mục 14 dự án, gồm 1 dự án khu neo đậu tránh trú bão, 10 dự án cảng cá, bến cá, chợ cá và 3 dự án cơ sở hạ tầng thủy sản khác. Dự án phục hồi tái tạo hệ sinh thái thủy sinh và nguồn lợi thủy sản đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư. Hiện Sở đã thành lập ban quản lý dự án với 100% bộ máy kiêm nhiệm, đồng thời chỉ đạo ban quản lý dự án khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo quy định để báo cáo Thủ tướng Chính phủ nhằm sớm được phân bổ và thông báo vốn cho dự án theo yêu cầu. Tại buổi làm việc, các đồng chí trong đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Quảng Bình tập trung làm rõ quy mô xây dựng, tính thiết thực của việc triển khai các dự án theo danh mục được đề xuất. Thống kê chính xác số lượng tàu thuyền, nhu cầu của các địa phương trong việc đề xuất xây dựng cảng cá, bến cá, tăng cường thực hiện các giải pháp chống khai thác thủy sản bất hợp pháp. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Minh Ngân đã nhấn mạnh sự cần thiết của việc triển khai thực hiện các dự án theo quyết định số 476 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát các phần việc được giao để nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo kịp thời có hiệu quả nhằm phát huy tối đa lợi thế phát triển kinh tế biển. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng lưu ý các địa phương soát xét số lượng, nhu cầu xây dựng cảng cá, bến cá để có hướng đầu tư xây dựng hợp lý, tập trung kiểm soát, xử lý triệt để tình trạng khai thác thủy sản bất hợp pháp. Đồng chí Lê Minh Ngân cũng kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các bộ ngành liên quan sớm bố trí vốn thực hiện dự án phục hồi tái tạo hệ sinh thái thủy sinh và nguồn lợi thủy sản, có chính sách hỗ trợ đối với lực lượng kiểm ngư trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên biển, xem xét hỗ trợ đầu tư xây dựng một số khu neo đậu tàu thuyền đảm bảo nhu cầu tránh trú bão cho ngư dân. Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến lưu ý, các cơ quan chức năng trực thuộc bộ nghiên cứu kỹ các nội dung tham mưu nhằm thực hiện công tác khắc phục sự cố môi trường biển tại các tỉnh miền Trung, trong đó có Quảng Bình, chủ động tuyên truyền về hiệu quả phát triển kinh tế biển cũng như các nội dung chống khai thác thủy sản bất hợp pháp. Đồng chí Phùng Đức Tiến cũng lưu ý Quảng Bình cần tăng cường thực hiện các giải pháp kịp thời ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm khai thác thủy sản bất hợp pháp. Tháng 7 này, khám phá những bí ẩn chưa từng hé lộ. Những trải nghiệm
khác biệt, chân thực về những sản phẩm du lịch nổi tiếng tại Quảng Bình. Cùng với không gian nghệ thuật, đại tiệc âm nhạc hấp dẫn, độc đáo và ấn tượng với sự xuất hiện của nhiều ngôi sao Mỹ Tâm, Tùng Dương, Kiều Anh, Lê Anh Dũng, Quốc Cơ, Quốc Nghiệp, từng bước khẳng định thương hiệu du lịch Quảng Bình trong nước và quốc tế. Lễ hội Hang Động Quảng Bình năm 2019, Quảng Bình bí ẩn bất tận, ngày 20 tháng 7 năm 2019, truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1. Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp nối với một số thông tin đáng quan tâm khác. Tổng kết hội thi tin học trẻ toàn quốc 2019. Khởi nghiệp từ muỗi tre, câu chuyện về quyết tâm làm giàu của một người không còn trẻ. Sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã phối hợp với huyện Quảng Ninh tổ chức lễ khánh thành công trình xây dựng nhà ở cho đồng bào dân tộc Vân Kiều đặc biệt khó khăn, bị thiệt hại do thiên tai tại bản Chân Trộn và bàn giao điểm trường mầm non bản Pa Loang, xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh. Dự lễ có đồng chí Trần Văn Tuân, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Công trình xây dựng nhà ở cho đồng bào dân tộc Vân Kiều bản Chân Trộn và công trình trường mầm non bản Pa Loang, xã Trường Sơn là công trình chào mừng Đại hội đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2019-2024. Công trình với 13 nhà ở thuộc bản Chân Trộn, xây dựng mới điểm trường mầm non bản Pa Loang thuộc trường mầm non Trường Sơn. Công trình điểm trường mầm non bản Pa Loang gồm 2 phòng học, 1 phòng công vụ, sân chơi và hệ thống nhà vệ sinh khép kín. 13 ngôi nhà được xây dựng theo mẫu nhà sàn. Móng cột dâm đỡ bằng bê tông cột thép, mái lợp bằng tôn chống nóng. Mỗi ngôi nhà có diện tích trên 40m², tổng kinh phí của cả công trình trên 2,1 tỷ đồng từ nguồn hỗ trợ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển chi nhánh Quảng Bình thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Quỹ cứu trợ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, vốn đối ứng từ Ủy ban Nhân dân huyện Quảng Ninh và nguồn đóng góp của cán bộ, công nhân viên chức, người lao động trên địa bàn huyện Quảng Ninh. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Văn Tuân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã ghi nhận và gửi lời cảm ơn đối với các đơn vị đầu tư, chính quyền, địa phương huyện Quảng Ninh và đơn vị thi công, Tổng đội Thanh niên xung phong tỉnh đã hỗ trợ và đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công trình. Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc và thiết thực kịp thời giúp người dân an cư lạc nghiệp, ổn định cuộc sống, đáp ứng tốt hơn nhu cầu dạy và học của đội ngũ giáo viên và học sinh nơi đây. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cũng yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Quảng Ninh tiếp tục chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh hoạt động an sinh xã hội, đề ra các chương trình hành động, kế hoạch cụ thể để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, thay đổi tập quán sản xuất cho đồng bào dân tộc, quyết tâm phấn đấu hoàn thành mục tiêu giảm nghèo bền vững của tỉnh. Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã trao tặng 15 chiếc xe đạp cho các em học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn xã Trường Sơn. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Quảng Ninh đã tặng quà và một số vật dụng sinh hoạt cho 13 hộ gia đình được hỗ trợ nhà ở. Hôm nay, ngày 18 tháng 7, Hội đồng Nhân dân thành phố Đồng Hới khóa 21 đã khai mạc kỳ họp thứ 10. Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Công Huấn, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, đồng chí Lê Văn Phúc, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới. 6 tháng đầu năm 2019, tình hình kinh tế xã hội thành phố đã có nhiều chuyển biến tích cực. Giá trị sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản đạt hơn 273 tỷ đồng, tăng 3,4% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt gần 1.600 tỷ đồng, tăng 9,2% so với cùng kỳ. Số khách du lịch đến thành phố đạt 754.000 lượt khách, tăng 12,6% so với cùng kỳ. Thu ngân sách thực hiện 810 tỷ đồng, đạt 53,6% dự toán thành phố giao và tăng 108,7% so với cùng kỳ. Công tác giáo dục, y tế ngày càng phát triển, giải quyết việc làm cho gần 3.500 lao động. Quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, công tác an sinh xã hội được chú trọng, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện. Phát biểu chỉ đạo kỳ họp, đồng chí Lê Văn Phúc, Bí thư Thành ủy Đồng Hới đề nghị 6 tháng cuối năm, thành phố cần bám sát trọng tâm chủ đề năm 2019, chủ động xây dựng kế hoạch công tác và các giải pháp chủ yếu để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm. Trong đó tập trung vào một số lĩnh vực chỉ tiêu đạt thấp như thu ngân sách, kiểm tra chấn chỉnh trật tự đô thị và chỉnh trang đô thị, cải cách hành chính và giải phóng mặt bằng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cải tiến phong cách, thái độ, lề lối làm việc, thực hiện hiệu quả các đề án xã hội hóa thành phố giai đoạn 2016-2020. Theo đó, mỗi đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố cần tập trung trí tuệ, phát biểu với tinh thần xây dựng, trách nhiệm, chỉ rõ những hạn chế, đề xuất những giải pháp thiết thực cho 6 tháng cuối năm.
Hội đồng Nhân dân thị xã Ba Đồn khóa 19 cũng vừa tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 9 nhằm đánh giá toàn diện tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2019. Theo đó, 6 tháng đầu năm 2019, tình hình kinh tế xã hội của thị xã tiếp tục phát triển, hệ thống cơ sở vật chất hạ tầng được tăng cường, đời sống nhân dân trên địa bàn được cải thiện, quốc phòng an ninh cơ bản được giữ vững. Nhiều chỉ tiêu tăng trưởng vượt mức so với cùng kỳ. Cụ thể, giá trị sản xuất công nghiệp nông thôn đạt trên 551 tỷ đồng, tăng 7,23% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt hơn 1.500 tỷ đồng, tăng 12,28% so với cùng kỳ. Tổng sản lượng lương thực vụ đông xuân đạt trên 17.300 tấn, tăng 1,04% so với vụ đông xuân năm 2018. Tổng sản lượng thủy hải sản tăng 11,45% so với cùng kỳ. Thu ngân sách địa phương đạt hơn 169 tỷ đồng, đạt 85% kế hoạch tỉnh giao. Đã giải quyết việc làm cho 2.390 lao động địa phương. Tuy nhiên, một số lĩnh vực như phát triển tiểu thủ công nghiệp, công tác xây dựng nông thôn mới còn gặp khó khăn. Số lượng tổng đàn gia súc giảm, công tác quy hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng còn chậm. Để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2019, kỳ họp đã dành thời gian để các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến và đề xuất các giải pháp trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới. Hội đồng Nhân dân huyện Quảng Trạch cũng vừa khai mạc kỳ họp thứ 9, khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021 để đánh giá tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Thực hiện nghị quyết Hội đồng Nhân dân huyện, trong 6 tháng đầu năm, các ban ngành địa phương huyện Quảng Trạch đã bám sát nội dung của nghị quyết, xây dựng chương trình hành động phù hợp, tổ chức thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện. Nhờ đó, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng thu ngân sách ước đạt 71% chỉ tiêu của Hội đồng Nhân dân huyện giao. Tổng giá trị sản xuất các ngành tăng trên 13%. Tổng sản lượng lương thực vụ đông xuân đạt trên 21.000 tấn, cao nhất từ trước tới nay. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đạt 229 lượt tiêu chí, tăng 3 tiêu chí so với đầu năm. Trong 6 tháng đầu năm, toàn huyện đã giải quyết việc làm cho gần 2.600 lao động, đạt gần 53% kế hoạch. Công tác an sinh xã hội luôn được quan tâm, quốc phòng an ninh được tăng cường. Trong ngày làm việc thứ nhất, các đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Quảng Trạch đã nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các ban ngành liên quan. Các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận nhiều nội dung quan trọng trên các lĩnh vực sản xuất, nông lâm ngư nghiệp, vấn đề khai thác tài nguyên khoáng sản, công tác dồn điền đổi thửa, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi cùng một số nội dung quan trọng khác. Hôm nay ngày 18 tháng 7, tại Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh Quảng Bình, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức lễ tổng kết trao giải Hội thi tin học trẻ toàn quốc lần thứ 25 năm 2019. Tham dự lễ có đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam. Về phía tỉnh Quảng Bình có đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Hội thi tin học trẻ toàn quốc do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Tin học Việt Nam phối hợp tổ chức từ năm 1995. Qua đó, nhằm phát hiện các tài năng tin học trẻ, đồng thời hình thành phong trào thanh thiếu niên cả nước học tập, làm chủ công nghệ thông tin, góp phần thiết thực phát triển đội ngũ nhân lực, nhân tài trẻ của đất nước. Trải qua 25 năm, hội thi thực sự đã trở thành một sân chơi tin học hấp dẫn, đầy trí tuệ và bổ ích, là nơi để các tài năng tin học trẻ gặp gỡ, giao lưu, tranh tài, thể hiện những ý tưởng sáng tạo. Năm nay, hội thi diễn ra từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 7 năm 2019 tại Trường Đại học Quảng Bình. Đến với hội thi có 250 thí sinh của 52 tỉnh, thành phố và khối ngành tham gia. Hội thi gồm hai phần, thi kỹ năng và sản phẩm sáng tạo. Các thí sinh mang đến hội thi 117 sản phẩm sáng tạo, trong khối trung học cơ sở 65 sản phẩm, khối trung học phổ thông có 52 sản phẩm. Tại lễ tổng kết, ban tổ chức hội thi đã trao cho các thí sinh ở 8 bảng thi đạt thành tích cao, trong đó có 7 giải nhất, 21 giải nhì, 31 giải ba và hơn 50 giải khuyến khích. Ngoài ra, ban tổ chức cũng đã trao giải nhất nhì ba đồng đội cho các đơn vị Đà Nẵng, Hậu Giang và Thừa Thiên Huế. Tối qua, ngày 17 tháng 7, Công đoàn viên chức tỉnh đã tổ chức bế mạc và trao giải hội thi văn hóa công sở năm 2019. Đến dự có lãnh đạo Công đoàn viên chức Việt Nam, đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, đơn vị trong tỉnh. Hội thi thu hút sự tham gia của 16 công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn viên chức tỉnh với gần 200 đoàn viên. Sau vòng sơ khảo, ban tổ chức đã lựa chọn 6 đội thi xuất sắc vào vòng chung kết. Các đội thi đã thể hiện sự hiểu biết của mình về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về văn hóa công sở, đạo đức công vụ của cán bộ công chức viên chức, người lao động trong các cơ quan nhà nước được quy định tại luật cán bộ công chức, luật viên chức, quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước, về các phong trào thi đua cuộc vận động do tổ chức công đoàn phát động.
Theo đánh giá của ban tổ chức, đa số các công đoàn cơ sở đều có sự đầu tư công phu, chuẩn bị chú đáo, các màn trình diễn thể hiện tính tập thể sáng tạo, hấp dẫn, đạt chất lượng cao. Các phần thi đều mang đến thông điệp xây dựng văn hóa công sở lành mạnh, đoàn kết, đưa lại hiệu quả cao trong công việc, xây dựng hình ảnh đẹp về người cán bộ công chức viên chức. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho Sở Tư pháp, giải nhì cho Văn phòng Tỉnh ủy và Cục Hải quan tỉnh, giải ba cho Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Trường Cao đẳng nghề Quảng Bình. Ban tổ chức cũng đã trao giải cho các đội thi xuất sắc nhất ở các phần thi. Tại hội thi, Ban Thường vụ Công đoàn viên chức Việt Nam đã tặng bằng khen cho Công đoàn viên chức tỉnh Quảng Bình vì đã có thành tích trong công tác tuyên truyền và tổ chức hội thi văn hóa công sở năm 2019. Thời gian qua, huyện Tuyên Hóa đã triển khai đồng bộ các phương án nhằm chủ động trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Ngay từ đầu năm, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo lực lượng kiểm lâm phối hợp với chính quyền các địa phương, các chủ rừng tiến hành xử lý thực bì, tăng cường công tác kiểm tra, túc trực 24/24 giờ, gắn biển cảnh báo cháy rừng, tổ chức tuần tra các khu vực trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng, nhất là thời điểm nắng nóng, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng đến mọi tầng lớp nhân dân. Ngoài ra, các địa phương trên địa bàn huyện cũng đã xây dựng các phương án bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, củng cố và thành lập các tổ đội bảo vệ rừng, kịp thời huy động lực lượng, phương tiện chữa cháy khi có cháy rừng xảy ra. Thưa quý vị và các bạn, ở ngưỡng tuổi xế chiều của cuộc đời, không mấy ai dám đánh cược để bắt đầu khởi nghiệp. Thế nhưng, bằng quyết tâm của mình, bà Nguyễn Thị Lý ở thị xã Ba Đồn đã bắt đầu khởi nghiệp với một cái nghề còn rất lạ lẫm, đó là sản xuất muối tre. Từ chủ nước ngoài mà họ đưa về nước của họ để là sản xuất ra những cái sản phẩm bảo vệ cho sức khỏe và tiêu dùng trong cuộc sống. Cuối cùng họ vẫn nhập về để đưa về cái tiêu thụ ở địa bàn mình. Thì mình quyết định rằng là mình có nguyên liệu sản về là có như muối biển và như là cây tre. Thì mình cũng sản xuất qua cái công nghệ dây chuyền của họ. Việc cũng là được cái sự tạo điều kiện của là các cái tổ chức trong cái vệ sinh an toàn thực phẩm và cũng các cái đơn vị để đảm bảo cái thương hiệu ra thị trường là để cho an toàn. Với ý nghĩ đó, bà Nguyễn Thị Lý đã tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có của địa phương từ muối biển tự nhiên đến tre và đất sét để làm muối tre theo phương pháp truyền thống của người Hàn Quốc. Quy trình làm muối tre cũng rất kỳ công. Muối biển tự nhiên sẽ được cho vào ống tre đã trưởng thành ít nhất 3 năm tuổi, sau đó được bịt bằng đất sét, trải qua chín lần nung để loại bỏ các tạp chất và kim loại nặng từ muối. Đồng thời, khai thác tối đa các loại khoáng chất có lợi từ tre và đất sét. Hiện nay, cơ sở sản xuất của bà đồng trên địa bàn xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch đã tạo công ăn việc làm thường xuyên cho nhiều lao động tại địa phương. Lương cơ bản thì một tháng được 4,5 triệu, mà tăng cá về thu nhập thêm nữa là tháng cũng được 6-7 triệu. Nói chung là cái công ty mở ra đây thì cũng tạo điều kiện là công ăn việc làm cho chị em trong phụ nữ trong thôn cũng xa, và chị em rất cảm ơn. Hiện nay, cơ sở sản xuất muối của bà Nguyễn Thị Lị không chỉ sản xuất theo đơn đặt hàng của các đối tác đến từ Hàn Quốc, mà còn cho ra đời sản phẩm tiêu thụ nội địa. Ngoài công dụng như một loại gia vị để nấu ăn hàng ngày và bổ sung nhiều khoáng chất có lợi cho sức khỏe con người, muối tre còn có rất nhiều tác dụng khác như chữa các bệnh về răng miệng, viêm họng, ngăn ngừa béo phì, bệnh tiểu đường, viêm loét dạ dày và làm đẹp. Sản phẩm muối tre từ nguyên liệu muối, than nung, nguồn nước và muối thành phẩm đều đã được cả cơ quan chức năng kiểm nghiệm và chứng nhận đảm bảo an toàn. Cái những cái chính sách của nông nghiệp thì chi nhánh công ty Bio Korea sản phẩm sản xuất muối tre này còn được là chi cục hỗ trợ cái tem truy xuất nguồn gốc. Hiện nay là cơ sở đã thực hiện cái đóng gói bao bì hoàn chỉnh và dán cái tem này cùng với cái logo của chi nhánh công ty. Bước đầu thì đã được một số cái người tiêu dùng của mình là đón nhận, vì đấy không những là cái sản phẩm dùng cho là thực phẩm mà còn trên phương diện là một loại thuốc cũng như là một cái sản phẩm này làm đẹp. Ở cái tuổi 60, không ai nghĩ rằng bà Nguyễn Thị Lý lại lựa chọn con đường khởi nghiệp từ sản phẩm mới là như vậy. Với bà, thành công lúc này đó là tạo ra sản phẩm từ nguyên liệu sẵn có của quê hương mình để người tiêu dùng đón nhận, từ đó góp phần giải quyết việc làm, tạo thu nhập ổn định cho người dân nông thôn. Tắm sông, tắm biển, vui chơi dưới nước là hoạt động yêu thích nhất của trẻ em khi hè về. Theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, mỗi giờ trôi qua, đuối nước cướp đi sinh mạng của 42 người. Ước tính mỗi năm trên thế giới có khoảng 372.000 người tử vong do đuối nước. Tại Việt Nam, hiện nay mới chỉ có 30% trẻ em trong lứa tuổi học sinh biết bơi.
đặc biệt là có rất ít trẻ có kỹ năng an toàn trong môi trường nước. Riêng tại Quảng Bình, từ đầu năm đến hết tháng 6 năm 2019 đã có 27 trẻ em tử vong do tai nạn đuối nước. Tỷ lệ tử vong do đuối nước ở trẻ em chiếm khoảng 50% các trường hợp do tai nạn thương tích. Hơn 55% trẻ em tử vong do đuối nước đều sống chủ yếu ở vùng nông thôn. Trẻ em dưới 5 tuổi chiếm tỷ lệ tử vong do đuối nước cao nhất. Các vụ tử vong tập trung vào các tháng hè, đặc biệt là đầu mùa hè khi các em chuẩn bị nghỉ hè. Nguyên nhân chủ yếu gây đuối nước ở trẻ em: 1. Do trẻ em chưa có kỹ năng an toàn trong môi trường nước. 2. Là thiếu sự giám sát của người lớn, đặc biệt là trẻ em dưới 5 tuổi. 3. Là môi trường sống xung quanh của trẻ em còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây đuối nước. Giảm thiểu tỷ lệ trẻ em tử vong do đuối nước là một trong 5 mục tiêu hàng đầu trong chương trình quốc gia về phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em. Ở cấp độ quốc gia hoặc cộng đồng, đuối nước hoàn toàn có thể ngăn ngừa được bằng các hành động thiết thực ý nghĩa được thực thi bởi các cơ quan, bộ ngành và ý thức của người dân. Vừa qua, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã chủ trì và triển khai bước đầu dự án phòng chống đuối nước cho trẻ em Việt Nam với các can thiệp trực tiếp ở 103 xã, 21 huyện thuộc 8 tỉnh, trong đó có Quảng Bình, do tổ chức từ thiện Blubber tài trợ. Đồng thời tiếp nhận hướng dẫn phòng chống đuối nước của Tổ chức Y tế Thế giới với 6 can thiệp, 4 chiến lược cụ thể. Để phòng chống đuối nước ở trẻ em, rất cần sự chung tay của cộng đồng xã hội và ý thức trách nhiệm của mỗi gia đình. Cần cho trẻ học các kỹ năng an toàn trong môi trường nước, nhất là kỹ năng xử lý tình huống nguy hiểm khi đang bơi. Hướng dẫn trẻ thực hiện đúng các quy định an toàn khi bơi, tuyệt đối tuân thủ các bảng chỉ dẫn và cảnh báo. Tại các gia đình có sông hồ ao nước xung quanh, cần làm hàng rào ngăn cách, biển cấm cảnh báo. Người lớn phải luôn luôn trông chừng giám sát trẻ. Lưu ý, khi gặp tình huống nguy hiểm, trẻ phải kêu cứu thật to, thả lỏng người để nổi lên mặt nước và bơi theo dòng nước để thoát khỏi chỗ xoáy, chỗ sâu và bơi vào bờ. Khi bạn bị đuối nước, tuyệt đối không nhảy xuống nước để cứu bạn, nhanh chóng báo người lớn hoặc vứt dây, phao, sao, những vật dụng có tại chỗ để kéo bạn vào bờ. Hãy chung tay vì sự an toàn của trẻ em trong môi trường nước. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Ngay sau đây là những thông tin về dự báo thời tiết và bản tin thể thao. Dự báo thời tiết Quảng Bình đêm 18 ngày 19 tháng 7 năm 2019, khu vực thị trấn Đồng Lê mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, độ ẩm từ 50 đến 92%. Khu vực thị trấn Quy Đạt mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, độ ẩm từ 49 đến 93%. Khu vực thị xã Ba Đồn mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ, độ ẩm từ 57 đến 90%. Khu vực Phong Nha mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, độ ẩm từ 52 đến 90%. Khu vực thị trấn Hoàn Lão mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ, độ ẩm từ 56 đến 87%. Khu vực thành phố Đồng Hới mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 29 đến 37 độ, độ ẩm từ 48 đến 84%. Khu vực thị trấn Quản Hào mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 29 đến 36 độ, độ ẩm từ 50 đến 79%. Khu vực thị trấn Kiển Giang mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ, độ ẩm từ 50 đến 84%. Dự báo thời tiết biển, có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, độ cao sóng từ 0,5 đến 1,5m, biển bình thường. Dự báo thời tiết đêm 19 ngày 20 tháng 7 năm 2019, mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, độ ẩm từ 45 đến 85%.